Theo lệnh của Thủ tướng Israel, các cơ quan tình báo hàng đầu của Israel chuẩn bị tiến hành truy bắt các thủ lĩnh của tổ chức Hồi giáo người Palestine Hamas hiện đang sống ở Lebanon hay Thổ Nhĩ Kỳ để buộc các thủ lĩnh phải chịu trách nhiệm về cuộc tấn công đầy bất ngờ hồi đầu tháng 10. Theo báo Wall Street Journal, giới quan sát cho rằng kế hoạch mới này sẽ đánh dấu cơ hội thứ hai cho ông Netanyahu, người từng thực hiện một nỗ lực đầu độc bất thành thủ lĩnh Hamas ở Jordan năm 1997. Israel thường giữ kín bí mật những nỗ lực nhằm vào các thủ lĩnh. Các nhà lãnh đạo Israel cũng tỏ ra dè dặt khi tiết lộ ý định truy lùng những người chịu trách nhiệm về vụ tấn công hôm 7 tháng 10. Tuy nhiên, ông Netanyahu đã công bố ý định truy lùng và tiêu diệt các thủ lĩnh của Hamas trong một bài phát biểu hôm 22 tháng 11. Theo Wall Street Journal, trong nhiều năm qua, các quốc gia như Qatar, Lebanon, Iran, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã cung cấp cho Hamas một tấm khiên bảo vệ và vì thế không ít thủ lĩnh Hamas hiện đang sống ở những quốc gia này.